Ngọc Anh xin chào các bạn. Các bạn đang đến với chương trình giải trí tổng hợp trên iBiz. Và sau đây là loạt tin nổi bật, các bạn đừng bỏ lỡ nha. Sau màn giả ngơ luộc trứng, clip Hagi Won nổi tiếng Việt sành sỏi bị đào mộ. Mới đây câu chuyện Hagi Won luộc trứng không được, lòng trứng bị lỏng và thậm chí bóc vỏ xong vẫn cho vào luộc tiếp đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dân mạng nhanh chóng phát hiện nữ ca sĩ từng làm clip dạy cách luộc trứng sao cho chuẩn nhất. Điều này khiến cô bị cho rằng cố tình tạo nét làm màu. Chưa dừng lại ở đó, nhân dịp này, anti-fan còn đào mộ lại vụ Hagi Won của 8 năm về trước nói tiếng Việt giọng Bắc sành sỏi, nhưng càng về sau càng lơ lớ đến khó hiểu. Hầu như là để đa số những người Việt Nam người ta không hiểu người ta bài hát của mình như thế nào, thì em sẽ giải thích một chút xíu. Theo đó, Hagi Won cũng đã tốt nghiệp loại giỏi ngành Việt Nam học, đồng thời là MC các chương trình truyền hình, nhưng vẫn nói tiếng Việt không được rõ ràng là điều khó tin được. Hơn nữa, không ít lần Hagi Won bị góp ý phát âm sai chính tả, nói ngọng, sai ý nghĩa của các từ trong các game show. Khi đó, Hagi Won cho rằng vì mình là người nước ngoài nên không rành tiếng Việt. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Liệu Hagi Won có cố tình diễn vai Việt kiều, nói chuyện lơ lớ để tỏ ra dễ thương như cư dân mạng nhận xét hay không? Nghệ sĩ Tấn Hoàng bác bỏ tin đồn ở biệt thự nhưng hay than nghèo, kể khổ. Thời gian qua, nghệ sĩ Tấn Hoàng bị một số người nói có biệt thự to, ở nhiều nhà, đi nhiều xe, nhưng vẫn lên mạng than nghèo, kể khổ. Vì vậy, mới đây, nam nghệ sĩ đã livestream lên tiếng đính chính mọi sự việc. Theo đó, nam nghệ sĩ chia sẻ. Trước Tết năm 2020 đó, Tấn Hoàng với Tấn Bèo với Dũng Dí cùng đi dự cái tiệc đám giỗ của gia đình ông Anh. Dạ. Rồi ông Tấn Bèo ông vui, ông quay lên cái clip, ông bỏ lên YouTube, ông vui, ông nói là nhà của Tấn Hoàng. Chứ thật sự không phải bà con. Đồng thời, nghệ sĩ Tấn Hoàng khẳng định báo chí rồi đưa lên rồi nói đưa cái clip, cắt clip rồi lên nói là nhà của Tấn Hoàng. Vậy mà Tấn Hoàng than khổ, than nghèo gì hết. Tấn Hoàng có than, Tấn Hoàng nghèo thiệt chứ Tấn Hoàng có than, Tấn Hoàng nó nói nhiều lần rồi. Bạn nghĩ sao về sự việc này? MC Thành Trung và những lần vạ miệng trên mạng xã hội. Những ngày qua, cộng đồng mạng vẫn chưa hết xôn xao trước dòng trạng thái gay gắt trên trang cá nhân của MC Thành Trung bởi những từ ngữ khó nghe, thậm chí nam MC còn gọi ai đó bằng tên loài động vật. Mặc dù có ý kêu gọi mọi người đoàn kết, cho rằng hai miền Bắc Nam là một nhà, tất cả sẽ cùng cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, status đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, có người đồng tình nhưng cũng có người nhắc nhở nam MC nên biết tiết chế cảm xúc, thậm chí còn khuyên anh tránh đi vào vết xe đổ như nghệ sĩ Đức Hải. Hiện bài viết này đã được gỡ xuống. Đây không phải là lần đầu tiên Thành Trung có những lời lẽ gây tranh cãi trên mạng xã hội. Vào tháng 3, nam MC từng bị chỉ trích nặng nề khi nhắc đến các cầu thủ Nghệ An trong vụ cầu thủ Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương trong trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC. Dư luận cho rằng nam MC nên chỉ mặt gọi tên người gây ra chấn thương thay vì quơ đũa cả nắm, phân biệt vùng miền hay quy chụp vấn đề. Trước đó, trong một lần dẫn chương trình live show cùng Trường Giang vào năm 2016, Thành Trung cũng có phát ngôn được cho là phân biệt vùng miền khi so sánh sự nhiệt tình của khán giả. Nam MC bị chỉ trích phát ngôn không cẩn thận. Trước làn sóng phẫn nộ, Thành Trung phải đứng ra xin lỗi. Từng có thu nhập khủng, Xuân Mai và Bé Châu giờ ra sao? Là những sao nhí âm nhạc đình đám một thời, cả Xuân Mai và Bé Châu giờ đây có những ngã rẽ khác biệt. Trở thành thần đồng âm nhạc từ năm 2 tuổi, khi lên 5, Xuân Mai đã có công ty riêng, số lượng băng đĩa nhạc và các ca khúc thiếu nhi của Xuân Mai không đếm xuể. Khép lại sự nghiệp đang nở rộ, năm 9 tuổi, cô cùng mẹ sang Mỹ định cư, Xuân Mai kết hôn khi mới 19 tuổi. Cô cùng chồng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, đến nay hai vợ chồng cô đã có 3 đứa con vô cùng đáng yêu. Vào những năm 2004-2005, thần đồng Bé Châu, Nguyễn Huy nổi lên như một hiện tượng với số lượng tiêu thụ băng đĩa vượt trội ở cả lĩnh vực ca hát lẫn diễn tấu hài, ăn mặc sành điệu, có khả năng nhảy và hát điêu luyện. Bé Châu không chỉ đắt show trong nước mà còn lưu diễn nước ngoài với mức cát-xê khủng. Sau một thời gian, Bé Châu dần lui về tập trung học tập, thỉnh thoảng mới đi hát hội chợ vì bị chỉ trích trẻ con mà hát nhạc người lớn. Đến năm 2017, Nguyễn Huy trở lại đường đua âm nhạc và ẩm giải quán quân trong một chương trình. Tuy nhiên, một năm sau, loạt biến cố xảy ra khiến Nguyễn Huy phải rời xa ánh đèn sân khấu. Thời gian gần đây, khi mọi thứ đã ổn, nam ca sĩ nhận show trở lại. Ngoại hình anh chàng cũng thay đổi nhiều. Ở tuổi 24, Nguyễn Huy trưởng thành và trầm tính hơn. Hậu ly hôn vợ đại gia, mối quan hệ của Đan Trường với những người xung quanh được dân tình xăm soi triệt để. Một trong số những người bị netizen đặt vào tầm ngắm đó là Trung Quang, cậu học trò cưng của giọng ca anh Ba Khía. Trung Quang sinh năm 1997, từng giành ngôi quán quân thần tượng Bolero 2016. Anh chàng có giọng hát truyền cảm, từng phát hành một số sản phẩm âm nhạc như Nhật ký mồ côi, Mai tôi đi. Đặc biệt, Trung Quang từng có thời gian vướng tin đồn hẹn hò với Phương Mỹ Chi. Trong năm 2019, cả hai từng gây chú ý khi liên tục có những khoảnh khắc tinh tứ trên sân khấu lẫn trong cuộc sống đời thường. Chính cô bé là người hỗ trợ cho Trung Quang trong đêm chung kết thần tượng Bolero, góp phần giúp anh lên ngôi quán quân. Sau đó, cả hai bắt đầu hợp tác chung trong nhiều dự án âm nhạc của nhau. Cả hai thường dành nhiều lời có cánh cho nhau, cũng như là những người bạn rất thân thiết ở ngoài đời.
Tuy nhiên, cặp đôi hoàn toàn phủ nhận tin đồn hẹn hò. Thay vào đó, họ cho biết vì cũng yêu nhạc bolero nên cả hai mới trở nên đồng điệu. Bạn có cảm nhận gì về cặp đôi này? Hậu phẫu thuật vùng lưng bị hoại tử, nghệ sĩ Hoàng Lan giờ ra sao? Vài năm trở lại đây, nghệ sĩ Hoàng Lan phải chống chọi với nhiều bệnh như thoát vị đĩa đệm, cột sống, tai biến và Parkinson. Di chứng bệnh phức tạp khiến sức khỏe của cô suy yếu, chỉ nằm được một chỗ, mắt phải đã bị hỏng và mắt trái mờ dần. Vào tháng 3 năm nay, nghệ sĩ Hoàng Lan đã phẫu thuật cột sống đến 2 lần vì phần lưng bị hoại tử, lan ra vùng rộng hay cả xương sống bên trong. Được biết, sau ca mổ, sức khỏe của nghệ sĩ Hoàng Lan đã ổn định nhưng do tay chân còn co quắp, không thể cử động mạnh được nên phải nằm viện và phải tập vật lý trị liệu. Hiện tại, cô đã được đưa về nhà để nghỉ ngơi, những vết thương cũ đã lành. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể đi lại bình thường và nghỉ nằm một chỗ để dưỡng bệnh. Việc chăm sóc nữ nghệ sĩ vẫn cần sự hỗ trợ từ người thân. Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959 và là cái tên quen thuộc với khán giả khi đảm nhận những vai diễn trong phim như Cổng Mặt Trời, Sóng Gió Cuộc Đời. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô phải rời xa sự nghiệp diễn xuất vì sức khỏe yếu. Chỉ trong vài ngày, từ một ngôi sao hạng A, Ngô Diệc Phàm đã trở thành tội đồ của showbiz. Nhiều người tò mò số tiền mà nam diễn viên sẽ phải bồi thường sau những tổn thất đã gây ra là bao nhiêu. Ngay lập tức, Trang Sohu đã có một bài viết phân tích sâu về vấn đề này. Theo đó, mỗi 2 năm, Mỹ Nam họ Ngô sẽ nhận được số tiền là 25 triệu tệ, tương đương 88 tỷ đồng, phí chứng thực thương hiệu. Chỉ riêng khoản này, nam diễn viên được dự đoán mất trắng số tiền lên tới hàng trăm triệu tệ, tương đương hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng. Và chưa kể, sau khi scandal ập xuống, các thương hiệu sẽ đòi bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận. Số tiền ước tính cho việc thanh lý hợp đồng mà Ngô Diệc Phàm phải gánh có thể lên tới con số là 400 triệu tệ. Tuy nhiên, ở diễn biến khác, một nguồn tin trong giới cho hay, nhờ những năm hoạt động trong làng giải trí vừa qua, thì số tiền Ngô Diệc Phàm kiếm được đã lên tới 2 đến 3 tỷ tệ. Chính vì vậy, có thể thấy số tiền bồi thường cho các nhãn hàng cũng chẳng thấm vào đâu so với thu nhập khủng của nam nghệ sĩ. Nam ca sĩ bị đuổi khỏi K-pop vì đồng tính, suýt giải nghệ vì Phạm Băng Băng. Mới đây, tờ Mirror Media đưa tin Killian, cựu thực tập sinh tại công ty giải trí JYP, từng phải rời công ty vì hẹn hò với thực tập sinh nam khác cùng đơn vị quản lý. Cụ thể, anh chia sẻ, tôi là người đồng giới. Thời điểm đó, người Hàn Quốc vẫn có cái nhìn rất bảo thủ về chuyện này nên họ yêu cầu tôi rời đi. Nếu như không bị đuổi, Killian sẽ ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc nam 2PM hoặc 2AM. Ngoài ra, Killian cho rằng vì là người gốc Hoa và nạn phân biệt đối xử cộng đồng LGBTQ+ tại Hàn, anh không thể ở lại quá lâu và phải quay về Hồng Kông. Đây cũng là một trong những yếu tố chính dẫn tới quyết định sa thải của công ty. Trở về quê nhà, Killian bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới, trong đó có một vai trong phim của Phạm Băng Băng. Thế nhưng, scandal trốn thuế của nữ diễn viên nổ ra khiến phim bị quên lãng. Vì cảm thấy quá mệt mỏi với làng giải trí, anh quyết định đi nghĩa vụ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh lần nữa thử đóng phim tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau khi quay xong được một ngày, Killian bị cấp trên lừa đi karaoke và định giở trò đòi bại để trao đổi vai diễn, nhưng anh may mắn trốn được. Hiện tại, anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai của mình. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thật sự ly hôn nhờ chi tiết này. Tin đồn Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby ly hôn không còn xa lạ khi truyền thông đăng tải thông tin suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, phía Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn giữ im lặng một cách tuyệt đối. Vì vậy, thực hư sự việc vẫn là dấu chấm hỏi lớn. Mới đây, thông tin về sự việc Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby ly hôn lại một lần nữa gây xôn xao mạng xã hội, xuất phát từ việc làm từ thiện của hai nghệ sĩ. Thời gian gần đây, nhiều sao Trung đã đứng ra quyên góp từ thiện hỗ trợ tỉnh Hà Nam bị lũ lụt, trong khi nhiều cặp vợ chồng khác như Tôn Lệ, Đặng Siêu, Trương Kiệt, Tạ Na, Lý Vinh Hạo, Dương Thừa Lâm đều quyên góp dưới danh nghĩa vợ chồng, thì Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại quyên góp dưới danh nghĩa cá nhân và không hề liên quan gì nhau. Điều này được netizen cho là bằng chứng chứng minh Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã hoàn toàn độc lập về vấn đề tài chính và không còn bất cứ mối quan hệ nào. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là đồn đoán, sự thật sẽ được tiết lộ khi người trong cuộc chính thức lên tiếng mà thôi. Ben House đang rục rịch quay phần 4. Mới đây, trên DC Inside Gallery, diễn đàn nổi tiếng Hàn Quốc đã bàn luận sôi nổi về việc Ben House sẽ có phần 4. Thông tin này khiến nhiều netizen bất ngờ, bởi trước đó, nhà sản xuất và đài SBS chỉ thông báo bộ phim chỉ dừng ở 3 phần. Thậm chí, cư dân mạng dự đoán rằng phần 3 của phim sẽ kết thúc ở phân cảnh Sim Su-ryeon bị kết án tù chung thân vì giết Ju Dan-tae. Các gia đình trong tòa nhà Hera sẽ tiếp tục một cuộc sống mới. Nếu như vào mùa 4, câu chuyện sẽ được tiếp tục với nhân vật mới chuyển đến tòa Hera, không ai khác chính là bác Jun-hee, em gái của Ju Dan-tae. Sau cái chết của anh trai, bác Jun-hee sẽ đến và trả thù cho người anh quá cố của mình. Tuy nhiên, nhiều người phản bác thông tin khi cho rằng việc Ben House sẽ có phần 4 là điều bất khả thi. Quan trọng hơn cả là phần 3 của phim chưa kết thúc. Liệu nhân vật Park Jun-hee còn sống hay đã chết vẫn là một ẩn số. Có thể thấy, Ben House hiện vẫn là một trong những series truyền hình ăn khách tại Hàn Quốc. Vì vậy, việc nhà sản xuất muốn tăng thêm sự kịch tính để thu hút khán giả cũng là điều dễ hiểu.
Chương trình đến đây là kết thúc rồi. Ngọc Mai và ekip iBiz xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau nha.